mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe tay ga cố tình chui qua thanh barrier tại một trạm gác tàu lửa. Vụ việc xảy ra gần 17 giờ ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. Lúc này, các phương tiện giao thông đều dừng trước thanh chắn đường sắt để chờ tàu đi qua. Tuy nhiên, một người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện rồi tiến sát đến khu vực thanh chắn. Mặc dù nhân viên đường sắt đã hạ thanh chắn ở cả hai phía xuống, nhưng người này vẫn cố tình nghiêng cả xe lẫn người để luồn qua, rồi đi sang phía bên kia đường trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đoạn video sau khi đăng tải, đa phần người xem đều chỉ trích hành động gây mất an toàn và thiếu ý thức của người phụ nữ này. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc truy xét chủ phương tiện xe, xử phạt nghiêm khắc, tránh những trường hợp nguy hiểm tương tự tái diễn.